lời chứng của mariani s của xứ nicaragua lời chứng thấy địa ngục như thế nào lời khai của mariani s địa ngục từ youtube maria mô tả những gì cô ấy nhìn thấy khi cô ấy bị đưa xuống địa ngục với chúa jesus địa ngục có mùi ẩm ướt và nước hư hỏng có những căn phòng khác nhau và đây là những gì cô ấy nhìn thấy trong những căn phòng đó Cô nhìn thấy người cô của mình là người tôn thờ thần tượng. Người cô bị bao phủ bởi ngọn lửa và da thịt của cô ấy đang bị thiêu rụi. Mẹ cô, người tôn thờ phép thuật phù thủy đang ở địa ngục. Cô cũng chứng kiến mẹ mình phải chịu sự tra tấn tương tự. Cô cầu xin lòng thương xót cho mẹ cô và Chúa Giêsu nói không? Những kẻ thờ ngẫu tượng, phù thủy, ngoại tình, kẻ giả mạo đều không có quyền vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Quỷ, một số có hình dạng giống con người, một số khác thì bị biến dạng và có đôi mắt ở những nơi khác với vị trí của chúng. Một số có hai mắt, một số khác có một mắt, một số khác không có mắt. Bạn có thể ngửi thấy mùi thịt cháy, thịt thối rửa. Những kẻ ngoại tình Đàn ông ở trong phòng với phụ nữ ăn mặc sexy. Những người đàn ông sẽ cố gắng để rơi vào phụ nữ và phụ nữ sẽ biến thành quỷ và cười nhạo họ. Da thịt của những người đàn ông sẽ bị xé nát và trở nên thối rữa và họ sẽ bỏ chạy. Sau đó phụ nữ sẽ trở nên sexy trở lại và đàn ông sẽ trở lại và điều đó sẽ được lặp lại. Cô ấy nhìn thấy vô số người đông như có thể vừa với một sân vận động và họ đang chiến đấu với nhau. Ma quỷ sẽ đến trong đám đông và hành hạ họ. Những người trong sân vận động là những kẻ dối trá, những người ghen tị và những người chỉ trích. Đây là những gì xảy ra với họ thanh thiếu niên. Có một sân chơi lớn hoặc phòng tập thể dục. Tôi thấy các thành viên băng đảng và họ đánh nhau, đánh rơi vào đầu, dùng dây xích đánh nhau, lăn mạ nhau, vũ khí bằng thép và đâm nhau bằng vật sắc nhọn. Những con quỷ ở trong đó và đang xé nát trái tim của những đứa trẻ bằng móng vuốt của chúng. Có rất nhiều quán bar có ghế. Một số nhóm có phụ nữ, họ đang uống đồ uống hỗn hợp với nước đá mọi thứ trông bình thường sau đó khi họ uống thử họ phát hiện ra rằng thức uống được tạo ra từ axit và nó sẽ làm bỏng mặt cổ họng da thịt và dạ dày của họ người dân rất muốn uống bia hoặc thức uống hỗn hợp và họ rất đau đớn nhưng mỗi lần nó đốt cháy họ sẽ bốc cháy và họ sẽ bị dày vò ma quỷ sẽ hành hạ họ ma quỷ sẽ đẩy họ nhiều lứa tuổi và có nhiều thanh niên họ cầm dao kính tự cắt mình định tự tử và họ cứ tự đâm mình tự cắt kính mình nhưng không chết được cô bắt đầu bất tỉnh vì thấy quá nhiều tuyệt vọng khi chứng kiến những người trẻ tuổi cố gắng tự tử nhưng không thể chết có một câu lạc bộ đêm với âm nhạc khủng khiếp sàn không phải là sàn mà nó được làm bằng lửa cô nhìn thấy gia đình của mình nhưng cô cũng nhìn thấy chính mình mọi người đang nhảy theo điệu nhạc khủng khiếp nhưng họ lại nhảy trên lửa nếu cô ấy không dâng mình cho Chúa Giêsu thì đây là nơi cô ấy sẽ đi. Ma quỷ sẽ ra tấn họ và kéo cánh tay ra khỏi người dân và xé thịt họ. Những kẻ hiếp dâm cũng ở đó, mọi người bị gãy cổ và bị dao đâm. Bị cháy và thịt của họ bị xé nát. Cô cầu xin rời đi và Chúa Giêsu đưa vào tay cô một hộ chiếu và nói rằng cô có thể đi. Cô thấy đau khổ và tuyệt vọng. Maria muốn nói với tất cả những người trẻ tuổi rằng khiêu vũ, rượu và ma túy không mang lại gì cho bạn ngoài sự dày vò. 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm vì địa ngục là có thật. Đừng chỉ đến nhà thờ mỗi tuần một lần, sau đó về nhà và tiếp tục phớt lờ Chúa Giêsu trong những ngày còn lại trong tuần. Bạn cần xây dựng mối quan hệ với Chúa Giêsu. Tìm hiểu phúc âm và nói phúc âm cho người khác. Địa ngục là có thật, và nó thật đau đớn giới thiệu kinh thánh cho con cái bạn kể cho họ nghe những câu chuyện trong kinh thánh Lời chứng này của Mariani được dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh. Nguồn: dipsonfon.com https://manadivin.com 2022/11/03